đồng đình hồ sai lòng ta lớn, đồng đình hồ sống biết một màu thơ. Đêm du sơn hiện giữa sương mơ, hồn thục đây ngẩn ngơ tình mây. Kìa, tiếng nhạc êm đềm như giọt sương lắng đọng, nhạc chơi vơi mời gọi cõi lòng ta. Nhạc réo vang hòa điệu lời ca, say như mộng ngất ngây hồn điên đảo. Ôi, ta đã lạc vào tiên cảnh, ngón tay ngà ai lướt nhẹ như tơ. Có phải chăng là thần nữ du sơn, cảm tình thục đế giữa non ngàn ẩn hiện? Ôi, ôi, du sơn thần nữ. Hãy dừng lại cuộc truy quan lãng mạn đã làm mất đi tư cách một quân vương. À kìa, Mỹ Linh Vương hậu, nàng đến đây để dừng lại cánh đại bàng bái lệch hương và chẩn đứng dòng Hắc Long Giang tôn pha vỡ bờ đê mà gây thành lục lội khắp cả nhân gian. Chính sắc ngưỡng yên gia đình lòng hành giặc xâm lấn bên ngoài, mà vua thì chỉ biết mê say. Thôi đi Mỹ Linh, đừng dở giọng ba qua lên mặt dài đời. Ta là lãnh chúa, là con trời, ta đủ quyền tự do. Nếu nếu không mà chẳng dĩ tình, đại vương quả không còn lý đi, nỡ say mê tủ sắc mà quên đạo lý nhân luân. Giả giả nè, quả to gan,
đừng trách ta sao nhẫn tâm. Giáp vệ quân truyền bắt Dương Hậu về giam lại chốn lạnh cung thi hành mau. Không khăn, hỡi vị hôn quân, hỡi người chồng bạc nghĩa, chàng sẽ hối hận trọn đời vì những phút giây cuồng dại mê say. Không ai có thể ngăn được ta tội hưởng lạc thú thần tiên. Hỡi hằng nhà của thuộc đây, hãy đến cùng ta tận hưởng phút đê mê hỡi tiên nương. Hôm nay cơ tâm mối duyên mơ, mấy ngàn thơ gió lưng lờ, bên đàn du sơn cùng ai gắn dài đi mê, nhìn nghe trôi lướt nhẹ ru hồ. Làm cho đi du như dèo tiếng ca mình mang, cho hồn say đắm bàn quang. Mặt hồ in bóng, nhìn ai cả tiếng tiên ca, âm thanh làm sao tiếng tim ta. Kìa, tại sao cơ thể ta bỗng như đã rời tê tái, mắt nổi ngàn sao và choáng váng cả mặt mày? Tại sao, tại sao? Tại vì một chúa đã uống vào rượu độc và biến thành quái vật mạnh đình hồ. Hãy xem đây. Điệp con, hãy gian ra để cho cha hành động. Thục đệ, số mi nay đã cung rồi, hãy xuống động đinh hô mà làm bản cung tôn cá. Và sau này mi chỉ có thể trở lại mi thì mất vợ con, nhưng đập vô sẽ biến mi thành người điên loạn. Hôm nay tự do thống trị cả giang sơn. Trời ơi! Linh chi nàng hỡi, anh về ca cũng khai hoa.
Sơn Tùng. Sơn Tùng ơi, em cứ tưởng đường tình ta đứt đoạn khi nghe tin anh bỏ xác giữa sa trường. Có lẽ trời cao đã giúp kẻ hiền lương, cho anh đủ nghị lực và bản năng chiến thắng. Mang vinh quang về cho đất mẹ, đầy chiến công anh xin tặng cho nàng. Viên ngọc bích xứ ngàn năm lẻ một, trong những quà cống lễ của nô ban, cho anh đặt vào ngón tay ngà tiên nữ, nói lên lời định ước cuộc duyên tơ. Ôi sung sướng, ôi một vùng trời hạnh phúc, em tưởng chừng bước chung thiên thai. Hỡi tiếng đồng, hỡi thần quý giang chiến thắng, tiên nữ xinh dân vàng, dòng qua mộng cửa tương lai. Giờ lại sao có lão già? Ông già điên! Điện hạ ơi! Điên! Điên à! Điên à! Điên là cái chi chi mà ai cũng bảo ta điên. Ai nói ta điên? Bởi điên nên không biết ta là kẻ tỉnh thế gian, biết không, biết không. Thế gian này bụi bặm, đầy
đầy chuốc bò tanh hôi, đầy thui tha nhớ bận làm cho hồn bay nhớ nhớp và thể xác bay nhiễm độc mà điên khùng. Chứ còn ta, còn ta là tiên thân hạ phàm, dù thể xác có tồi tàn nhưng linh hồn vẫn trong chân thanh cao. Ê, ê nhỏ nhỏ, mày nói tao điên là mày đã quá khùng. Thôi 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 nè, hãy chung vô mùng, chung vô mùng mà buông vô mẹ đi con ơi. Buông vô mẹ đây con, buông vô mẹ không, buông vô con ơi. Ê, 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 hai thằng con trai khác sửa lại đây mà buông vô mẹ nè. Nè nè, buông vô mẹ đây con, vô mẹ nè. À, bây giờ con tôi khác sửa buông tay, ai cho buông thế. Con tôi khát sữa bú. À bú đi con, bú đi. Trời đất ơi, tôi như vậy mà ổng biểu tôi bú vú ổng. Đi, đi ra, đi. Ý ẹ cái mồ tổ mày, cái đồ con ương ảnh, cái đồ con trời đánh, cái đồ con chó. À cái đồ con, ủa mà không phải con chó, mà mày chinh thật là con tao, con ruột của tao đây mà. Con ai là con? Ai là con của ông? Đừng nói bậy nữa, ta sẽ không tha thứ, biết chưa? Đi. Trời ơi, con của ta mà nó nhận tâm được xua đuổi thì chắc gì thiên hạ nó chẳng ghi tổn cảnh xa khốn nạn đời. Đời là quỷ quái tinh ma, đời là hận thù và máu lửa, hận thù và máu lửa. Trời ơi, lão già điên khốn nạn, tại sao lão lại muốn giết ta? Tại sao? Tại đất rộng trời cao nó biến thành địa ngục. Tại tao với mày là tình thâm cốt nhục, nhưng tao thương mày mà mày chẳng thương. Ủa thương ai? Thương mày, thương tao, hay là thương nó, hay là thương con bò, con ngựa, con dê? Đúng rồi, có con dê nó mới được ra mày. Biết không hả, cái thằng hoàng tử ngốc. Cái thằng hoàng tử ngốc, mày ngu như con cóc. Mày chỉ biết chui đầu trong hang hốc, nên không còn hiểu biết tại sao. Ông già điên quá cỡ mà, cứ chỉ đừng nên trêu ghẹo, để ta hỏi cho rằng ông đây là ai? Ta là ai? Ta là vua chứ còn ai đâu là. Ta là hoàng đế tại triều chính, ta là cha mi. Ta nhắc lại nè, ta là vua chứ còn ai đâu xa lạ, là hoàng đế tại triều chính là cha mi. Trời ơi, điên mà dám xưng là vua, là hoàng đế, là cha của hoàng tử, dốc quá trời dốc à. Ê, tao nói thiệt mà, tụi bay không tin hả không? Tụi bay không tin phải không? Ta là vua đây nè, vua chính hiệu con nai nha. Ủa mà rồng, tao là hoàng đế, tao ngồi trên chính bệ, tao có phi hầu nè, có vợ đẹp, con khôn. Con của tao là một đứa ở biên cương nè, còn một đứa đã đi lạc đường và hư thân mất nết. Nó vô tình để cho lũ gian thần tàn bạo âm mưu hãm hại tao để cướp đoạt ngai vàng và cướp đoạt luôn hoàng hậu của đời ta rồi. Cha con ơi, là cha con ơi. Con ơi là con. Vô lý, câm lại lão già điên. Lần cuối cùng ta cấm mi không được xưng là hoàng đế và gọi ta là con nữa, biết chưa? Nếu cãi lệnh, ta sẽ giết ông tức khắc.
giết ta. Mày muốn giết tao lắm phải không? Mày giết đi, giết cho tao được sống thoát ly cuộc đời khổ nhục. Con ngồi để bị người ta xoan nghịch. Có vợ đẹp thì vợ đã bỏ rơi, có con khôn mà chẳng chịu nhìn, thì ta còn thiết gì kiếp sống thừa đau khổ. Mày hãy giết tao đi. Mày hãy giết tao đi. Giết đi. Được. Người muốn chết, ta sẽ ban cho ân huệ ấy. Hãy tìm bên kia thế giới mà hưởng phúc thanh nhàn. Chết. Khoan. Hoàng tử Sơn Tùng dừng tay bảo sát và tạm lánh khỏi nơi đây kẻo tánh mạng có an toàn. Kìa, ngài bảo quốc công có điều chi xảy ra nguy biến. Hoàng tử đã 3 năm chấn xa ngoài biên địa, đâu có biết được biến cố tài trời từ triều nội đến cung di. Cử vị hãy đưa lão già đi đi. Dạ đi. Không, không, tao không có đi đâu hết á. Mà tao muốn ở lại nơi này để coi thử lòng dạ của bọn mì. Thôi, ông cố nội ơi làm phước đi cho rồi ở đó mà sân si đi ông nội. Không, ngài bảo quốc công hãy nói rõ chuyện biến nguy. Hoàng tử ơi, sao lúc này ra biên cương triều đình đi loạn, chúa thượng bị mất tích, tám trạng kinh hoàng tại nơi đây. Trời ơi, phụ vương tôi chắc là bị hại bởi gian thần. Từ ấy chẳng đã về tay gian thần họ Hoạt, chúng ta phước ta quay và sát hại lắm chung thần. Còn Sơn Bá và mẹ tôi đã làm gì trước cảnh ngộ nhiều như nghị điện Sơn Bá thì hình như bị lũ gian thần lợi dụng, còn hoàng hậu có lẽ là thôi. Ngài đừng biết đến làm chi. Ngài bảo quốc, ngài nói gì lạ vậy? Mẹ tôi thế nào? Mẹ tôi đã làm gì? Tại sao ngài không nói rõ? Hoàng hậu đã làm gì? À, làm gì? Làm gì chúng mày có biết cũng vô ích. Và có lẽ không bao giờ hoàng tử Sơn Tùng biết được những bí mật giữa hoàng cung. Khốn nạn! Tại sao? Tại vì số của mi đến đây là hết. Còn đường vào hoàng cung có lẽ còn xa hơn đường xuống địa ngục A Tỳ. Chúng mày muốn làm gì? Làm gì rồi mi sẽ biết. Phù thủy của ta đâu? Dạ. Còn chần chờ gì nữa mà chưa chịu xuống tay? Hoàng tử Sơn Tùng, hãy xem đây. Hoàng tử Sơn Tùng thấy chưa, bản lĩnh của đại sư. Loài ma dạy, ta quyết chẳng sợ mi. Tiểu tử lớn gan, xem ta lấy mạng mi. Dù vậy cũng không đế chuyện bằng hành động ám mũi bất lương của một tên phù thủy. Được rồi, chẳng mất xem ta phủ không. Dạ, kính chào nữ hiệp ân nhân. Dạ, kính chào hoàng tử.
phận quần thoa đứng trước cảnh quốc phá gia vong, phải đèo bồng cung kiếm, đâu dám nhận mình là nữ hiệp. Không, trái lại, tôi tìm hiểu rất nhiều về hành động hào hiệp đang kính trọng mến yêu của hai người con gái, nhất là Hắc Miêu hiệp nữ đã xem thường nguy hiểm trong gai, dấn thân trong các bụi giang hồ, trong cường đồ và tà đạo bất lương, mang thanh bình và hạnh phúc cho muôn dân. Hoàng tử quá ngợi khen chỉ làm tôi thêm hổ thẹn, chẳng qua là hoàn cảnh xui nên, chỉ em tôi quyết dân lời dạy của thầy, đem phần điệu bộ cứu khổ vào nguy. Kể từ đây tôi theo sát Sơn Tùng, trừ cử loạn thần và chẳng còn xâm lăng. Ôi nghe qua tôi vô cùng cảm kích trước tinh thần hy sinh cao cả, tôi là đại huynh còn cô là tiểu muội đành sanh. Vâng, nhưng mà biết có trở ngại gì không? Cô nương nói trở ngại là trở ngại làm sao? Thì trở ngại là trở ngại đó. Coi kìa, nhưng trở ngại đó là trở ngại làm sao mới được chứ? Thì người ta nói trở ngại nghĩa là biết sau này có thay đổi gì không. Nhưng thay đổi cái gì? Tại sao có thể thay đổi? À, hay là cô nương sợ sau này tôi sẽ trở mặt mà quên câu bằng hữu chi giao? Không phải vậy đâu. Tôi muốn nói tình bằng hữu càng lâu càng thấm thiết, và biết đâu lại chẳng đổi thay thành tình tình mà thôi, không thèm nói nữa đâu. Để lâu lâu rồi sẽ biết. Còn bây giờ, bây giờ thì tôi bắt đầu gọi cô nương bằng tiểu muội. Và em xin gọi hoàng tử bằng đại ca. Đại ca. Hình như tiểu muội muốn nói điều quan hệ. Vâng, tiểu muội muốn xin khuyên đại ca một điều. Tiểu muội cứ nói đi. Đó là điều gì? Xin đại ca tạm lánh xa hoàng thành ngay, nội trong đêm nay. Kìa, tại sao tiểu muội khuyên đại ca như thế? Sau bao năm chiến đấu ngoài biên ải, đại ca mang chiến thắng trở về đây với hy vọng gặp lại phụ hoàng. Nhưng giờ đây phụ hoàng đã mất tích, triều chánh suy vong, thì đại ca không thể ra đi khi chưa gặp mẫu hậu để vấn an và hỏi qua tự sự. Nhưng nếu đại ca không nghe tiểu muội trở lại hoàng cung, thì e sẽ có việc chẳng lành trước muôn ngàn âm mưu hiểm độc của quân gian. Dầu phải dấn thân vào dầu sôi lửa đỏ, cảm bẫy trong gai, ta cũng không màng. Tiểu muội xin tha thứ cho đại ca. Ta thề quyết gián mạc bí mật giữa cung son và dạch mặt lũ gian thần ác bạo. Chào tiểu muội, đại ca đi đây. Đại ca, đại ca, Sơn Tùng. Mẫu hậu, con là Nhất Điển Sơn Tùng từ Biển Cương về diễn an mẫu hậu. Sơn Tùng hoàng tử. Mẫu hậu. Con hỡi con ơi, bao ngày xa cách mẹ tổ không, còn trông thấy con vợ trở lại chốn quan, cung ơi hỡi này con ai có thấu lòng bài cho con khờ biết rõ nguyên do tại sao phụ hoàng mất tích từ lâu. Tại sao triều chánh xảy ra biến cố phi thường mà nơi biên cương con không hề hay biết?
tại sao cha con lại mất tích từ lâu mà mẹ không báo tin cho con hay? Và tại sao có tiên thị phi rằng chính mẹ đã không? Sơn Tùng con ơi, con đừng hiểu lầm mà khổ đau cho mẹ. Mẫu hậu, con yêu thương mẹ lắm, và vì thương mẹ thương cha cho nên con liều mạng vào đây để hỏi rõ nguyên do tại sao có chuyện tài trời, mà ai là kẻ chủ tâm gây ra thảm cảnh. Con xin mẹ hãy nói rõ để cho con lấy máu rửa hận cho cha già. Mẹ hãy nói rõ đi, thủ phạm là ai? Là ai? Là ai? Là dốt giống còn sai của một vị chúa tể làm mưu của bọn gian thần ngạo nghê, mà cũng là sự bất lực vô tâm của một bà hoàng hậu giữa cung. Sự thật đầy đớn đau chua xót mà hậu quả rất hại hùng khi mẹ nói ra. Sơn Tùng con ơi, con có biết đâu vì con mà mẹ hứng chịu cảnh chim lòng cá chậu cho đến ngày nay. Sức kiệt hơi tàn, mẹ không còn muốn sống ở trần. Nếu con buộc mẹ phải nói ra thì chẳng thà mẹ liều tự sát. Không, mẹ ơi, con gian xin mẹ đừng tự sát. Con chỉ xin mẹ giúp cho con tròn bổn phận một người con. Sơn Tùng, mẹ, con ơi, bổn phận của con nếu còn yêu mẹ và muốn cho cha thì tốt hơn là mẹ con ta phải đành ly biệt. Mẹ, con nên nghe lời mẹ, gác bỏ chuyện đau lòng và hận quán, lập tức bỏ cung vàng trở lại biên cương. Tạm lánh xa muôn ngàn núi đập đen chực chờ cướp một tài quan, muôn cứ còn có cuộc gọi tay ba mẹ đành tấm lặng cho qua khúc đoạn trường. Mẫu hậu, mẹ nói như vậy có nghĩa là quanh đây đã có kẻ trực chờ toán ám hại con. Con được rồi, hoàng tử Sơn Tùng sẽ cho loài nghịch tặc nếm lưỡi gươm thiên. Chết! Để ta xem mặt mũi kẻ gian phi đã gây biến động giữa cung vàng. Sơn Tùng con, mi là ai? Trời, lão quan sai sự nhất tâm trung, tại sao ngài lúc ở nơi đây? Hay ngài đây chính là không? Sơn Tùng ơi, con đã giết làm một vị lão quan trung liệt rồi. Mẫu hậu, như thế này nghĩa là Sơn Tùng ơi, có nghĩa là con đã sa vào cạm bẫy của tên gian tặc hoặc mẫu hậu. Trời ơi, mẹ tôi đã bị ám hại dã man, quân khốn nạn đã giết mẹ. Mẹ, có biến động giữa hoàng cung, cổ võ quân tuyền bao vây chặt chẽ, chở cho thủ phạm bốn đào. Trời, hoàng hậu và hoàng thái sử bị giết, thật là tàn nhẫn. Thưa ngài tể tướng, ngài muốn nói ai tàn nhẫn?
thì kẻ tàn nhẫn tức là kẻ đã đoạn tay hạ sắc hoàng hậu yếu đuối và một vị trung thần thái sứ già nua. Nhưng ngài muốn nói ai là thủ phạm? Thủ phạm mà. Thủ phạm ở nơi đây không ai khác hơn là... ai? Ai đã giết mẫu hậu và quan thái sứ lão thần? Ai? Hả? Mẫu hậu? Mẹ! Hả? Thái sứ lão thần? Sơn Tùng Hoàng Huynh và quan tể tướng đã có mặt nơi này, đã khám phá ra chưa? Kẻ nào là thủ phạm đã giết chết mẹ ta và quan thái sứ? Kẻ nào? Kẻ nào? Muốn biết kẻ nào là thủ phạm, xin nhị điện hãy xem lại tang chứng còn để lại quanh hai cái xác của nạn nhân. Nhất Điện Sơn Tùng! Khốn nạn! Sơn Tùng! Để ra chính anh đã giết chết mẹ! Không! Hoàng đệ! Xin em đừng thui cắm đi! Thanh đoạn đau này chính là của anh, đã cắm sâu vào thân xác của mẫu hoàng! Dạ kìa! Thị gương cánh tay của Nhất Điện còn loang máu đau của quan thái sử! Vậy mà còn chối cãi vào đâu được nữa chứ? Đồ khốn nạn! Đi hèn! Sơn Tùng! Anh là loài nghịch tử! Tàn bạo! Dạ ma! Hãy đánh nữa đi! Hoàng đệ cứ thẳng tay hành hạ cho thể xác vô tri này được rã tan muôn mảnh, cho linh hồn vô tội của anh được thoát ly khỏi cảnh đớn đau tuổi nhục ê chê. Ôi còn biết làm sao chứ cảnh ngộ quá não nề, nếu bảo rằng tôi là kẻ sát nhân giết mẹ sát hại lão thần thì thật một điều đau khổ ức quan. Còn nếu tự biện minh cho mình vô tội thì ai tin là hữu lý, khi trên tay còn vũ khí sát nhân. Ôi biết nói gì hơn là ngậm miệng làm thinh, mặc cho tình đời mãi mía. Là lẽ đương nhiên, làm con sát hại mẹ hiền thì tội trời chất cao như núi. Sơn Tùng, tại sao mi chưa tỏ ra ăn năn nhận tội trước mặt ta và trước mặt triều thần? Đâu là danh dự của kẻ cầm gương, đâu là tư cách của một tử hoàng? Dám làm sao không dám chịu, đã giết người mà chối tội thì còn gì là thể thống của hoàng gia? Sơn Tùng, phải chăng trời sanh ra mi để gây điều bạo ác, sát hại mẹ hiền như giết thú giữa rừng hoang? Và biết đâu cái chết của phụ hoàng chính mi can dự để dễ dàng đoạt ngôi. Không, đúng vậy, chứ không còn nghi ngờ gì nữa cả. Ta dám quả quyết rằng chính mi là chủ mưu sát hại mẹ cha để đoạt ngôi báo. Trời ơi quan ức cho tôi, biết làm sao biện bạch cho mình, khi định mạng an bài một số kiếp tai ương. Im đi, khốn nạn, mi đã giết chết mẫu hậu mà. Phải rồi chính ta tội lỗi bằng nó, giết chết mẹ cha
xa tử lão thần. Ta là ác quỷ, ta là sói lang, ta phải chết đi để đền tội của mình. Liệm theo nghi lễ. Không, cha, đừng ai cướp cha tôi. Cha, cha ơi, hồn cha của linh thiêng xin chứng minh cho con trẻ nguyện lấy máu kẻ giết cha mà rửa sạch nợ oan cừu. Nợ oan cừu.
Giang Cừu nằm trong lưỡi ươm tẩm máu. Máu! Máu của cha ta! Máu của hận thù! Sơn Tùng đại ca, hình như đại ca buồn lắm phải không? À không, ân tỷ muội, nào tôi có buồn gì đâu. Thôi, đại ca đừng nói dối, tỷ muội biết hết mà. Đại ca buồn vì nhớ, vì thương, vì vấn vương bóng hình người con gái đó, phải không? Ờ không, không phải vậy đâu. Tôi buồn vì có lẽ vì hôm nay tuyết trắng rơi nhiều giữa núi đồi quạnh quẽ cô liêu, và đại ca thấy tâm hồn lạnh lùng trống trải. Vâng, tôi cảm thấy đại ca lạnh lắm phải không? Hay hơn, tiểu muội biết trước mà. Tiểu muội biết trước điều gì? Thì tiểu muội biết đại ca sẽ bị lạnh lùng vì trời đông giữa băng sơn rét mưa. Nên hai ngày qua tiểu muội dầm mình trong tuyết lạnh, tìm sẵn cho được giống hồ cừu, rồi dùng giá loài báo thú kia mà may nên chiếc áo ngự hàng, đem về cho đại ca với tất cả nỗi lòng yêu thương quý mến. Mong mỏi sao chiếc áo ân tình ấm lòng ai kia. Tiểu muội, đại ca, nay đây những đường chỉ thu sơ, cớ vào đây tắm chân tình bơ vơ, mong ai kia cảm thông và xin đừng chê của hèn thua thiệt. Hãy nhận cho tất cả nỗi lòng của người con gái thơ ngây. Đời đẹp làm sao bao phen
làm em tủi lòng, thèm thuồng cho khi đông đông. Tiểu muội muốn nói đến điều gì? Em chỉ thầm trách thái quá vô tình trước nỗi lòng tha thiết của ai. Cũng bởi vì ai mà vướng trong gai thân gái dằn trường, chỉ mong ai thấu nỗi lòng rằng em đây đã yêu chàng. Không, xin nâng tiểu muội chứ nói đến hai chữ tình yêu mà lòng này thêm thẹn tôi. Một tên quân chiến bại giữa trận đời u tối, và mong yêu đương đã chết khô cằn cỗi như rừng cây trơ xương nhìn tuyết rồn quang tàn. Tình yêu lần đầu tiên tình cho nó kêu sương dưới trời đóng sét mưa và rủ xa thân tàn trong vực thẳm chơi vơi. Đừng thương đừng tiếc đừng cứ dặn cho lỡ làng cánh én mộng vào xuân. Đại ca, bạch mi nữ hiền điện hạ ơi, điện hạ ơi, điện hạ kẹt rồi. Chuyện gì đó cứu chí? Quân triều đình kéo đến bắt ta chăng? Dạ không phải, quân triều đình cũng không đáng sợ bằng cái đạo quân này đâu. Hay là giặc Hung Nô tràn sang biên giới và kéo đến đây? Dạ cũng không phải nữa, vì giặc Hung Nô cũng không có nguy hiểm bằng giặc này. Cứ gì? Nghĩa là gì? Nghĩa là sắp có chiến tranh mà quân giặc đã kéo lên đây rồi. Giặc Ni ghê lắm cậu ơi, cậu mà thấy nó ô hô cậu mất tinh thần. Giặc gì? Giặc này khó thể tranh hùng, dẫu binh hùng tướng mạnh cũng khó đương, dẫu bản lãnh kiếm cùng có phì thường cũng không thể thắng qua giặc đó. Giặc đó là giặc gì, anh cứ nói đại đi. Dạ giặc này cờ hiệu bằng trái tim, vũ khí là nước mắt, kêu là giặc ái tình. Đó đó đó, giặc nó tới rồi đó. Thôi để em chuồn, cậu ra mà tiếp đón đi. Linh Chi đến rồi à? Sơn Tùng, đại ca. Kìa, Linh Chi, em đến đây để... Để nói chuyện quán thù, để thanh toán món nợ máu xương mà người ta đã vay của cha tôi mùa thu trước. Nghĩa là... Nghĩa là... Hoàng tử Sơn Tùng hãy tuốt gươm ra và sẵn sàng giao tranh, để cho ta rửa hận cho cha già. Linh Chi hỡi, xin nàng cho tôi phân giải. Không, mi không còn gì để biện minh, tội ác của mi cao ngất trời xanh. Quận chúa Linh Chi nàng đã lầm to, hoàng tử Sơn Tùng không phải kẻ sát nhân. À, hắc miêu nữ mi cũng có
có mặt nơi này. Vậy đúng mi là đồng lõa của sát nhân. Đồng lõa sát nhân à? Vì nào muốn kết tội tôi à? Vâng, ta sẵn sàng nhận. Phải, chẳng những ta với hoàng tử Sơn Tùng là đồng lõa, mà còn đồng tâm, đồng cam, cộng khổ và đồng... Đồng gì? Hả? Còn đồng gì nữa? Có phải là... là đồng tình, đồng sàng, đồng chung chăn gối? Có phải như vậy không? Sơn Tùng, có phải vậy không? Trời ơi, đâu mà... Linh Chi, nàng đoán gần đúng rồi đó. Và ta tự giới thiệu cho nàng được biết, ta chính là người yêu duy nhất của hoàng tử Sơn Tùng. Hả? Người yêu duy nhất của hoàng tử Sơn Tùng mà? Đó, thấy không? Khốn nạn quá mà. Sơn Tùng, ông có nghe nó nói gì không? Nghe không? Thì nghe chứ. Nghe gì? Ông nghe những gì? Thì nghe... nghe cô kia, cô nói nè, cô là người yêu duy nhất của... Của ai hả? Của ai? Của ai tôi đâu có biết. Coi kìa, Sơn Tùng, có phải em là người yêu duy nhất của chàng không? Nói đại đi, phải không? Ờ, phải. Phải hả? Ủa, mà không phải. Phải rồi không phải. Sơn Tùng, lần cuối cùng tôi yêu cầu ông xác định ai là người yêu của ông chứ? Thì người yêu của tôi chính là... là Linh Chi quận chúa. Là em. Sơn Tùng, Linh Chi hãy tha thứ tội và nói rằng em vẫn yêu anh. Không, tôi không yêu ông. Tôi không bao giờ yêu ông nữa. Tôi không bao giờ yêu ông nữa đâu. Nếu vậy, người yêu của tôi chính là... Hát miêu nữ hiệp. Trời ơi, cuốn nạn mà. Sơn Tùng, ông không được quyền yêu nó, mà ông phải yêu ai? Nào muốn hoàng tử Sơn Tùng yêu ai? Không yêu ai hết. Sơn Tùng, ông không được quyền yêu ai hết. Trời ơi, nếu vậy để tôi yêu... Yêu ai? Yêu gốc cây, yêu tượng đá, hay là... Ừ, mà thôi, tôi không yêu ai hết cho em trời em đất. Lại trời cho con mọc đôi cánh để bay thoát khỏi thế giới phiền lũy nhiễu nhương này. Không, ông không bao giờ thoát khỏi nơi đây khi chưa trả xong nợ máu. Sơn Tùng, hãy tuốt gươm ra. Đừng háo thắng. Ta đố mi dám động đến móng tay của hoàng tử Sơn Tùng. Mi sẽ làm gì ta? Hãy hỏi thanh gươm này muốn làm gì thì biết. Tiểu muội, xin đừng nóng giận, đừng chen vào việc riêng của đại ca. Nhưng em yêu đại ca và... Khốn kiếp, ta cấm mi. Ta cấm mi không được nói tiếng đó. Ta cứ nói, mi không có quyền ngăn cản. Thôi thôi, tôi gian hai nàng mà. Tiểu muội, lần chót đại ca xin tiểu muội vì danh dự của ta mà tránh đi nơi khác, để cho ta trọn quyền thanh toán nợ cừu oán. Không, em không đi đâu cả. Em nhất quyết ở lại đây để... Nếu tiểu muội không nghe lời, ta sẽ tự sát nơi đây tức khắc. Vâng, em xin nghe lời đại ca mà ra đi vì nỗi niềm tuyệt vọng. Vĩnh biệt đại ca. Tiểu muội. Tiểu muội. Tiểu muội. Phải mà, nó âu yếm làm sao. Linh Chi, nếu em đến đây và nhất quyết trả thù cho gia phụ, thì anh sẵn sàng chịu chết dưới tay em. Nhưng trước khi xuống gươm quan nghiệp, xin em hiểu cho rằng anh không cố ý sát hại phụ thân em, mà đó là sự lầm lẫn do ly gián kế của lũ gian thần. Thôi đừng nói thêm chi, sao người nỡ gian tâm chia cắt tâm tình phụ tử, đau xót cho đêm này tình ngày xưa nay đôi ta không ngừng. Thôi đứng đau lệ sâu nuốt vào trong tim. Nếu em đã quy tâm chia cắt mỗi duyên
như xuống tai anh đã chờ để em thỏa hờn. Lòng anh không hề phai, thì chúng đã vàng bao năm đến đau ta từ ly. Sơn Tùng, mi phải chết để cho quan hồn của cha ta được ngắm cười nơi chính suối. Sơn Tùng, ta phải giết ngươi. Nhưng trời ơi, tại sao tâm thần ta nao núng và tay chân bùng rùng, như có một mãnh lực vô biên làm cho lai chuyện chỉ cầm thù. Tình yêu có phải chăng là người đồng làm cho tâm tối không? Sinh Tùng, mi có lẽ là yêu tinh quỷ quái, dùng phép mỹ tà để nung lạc gái thương ấy. Không, không, ta phải xuống tay kết liễu cuộc đời người con trai tội lỗi. Tôi có tội lỗi hay không chỉ có đất trời mới rõ thấu. Linh Chi ơi, dù phải chết ở tay em, anh cũng chẳng ân hận. Trong phút giây tử biệt sinh ly, anh vẫn nói anh yêu em và nguyện mang bóng hình em về nơi cõi chết. Thôi hãy im đi, hãy im đi, giọng nói ngọt ngào quyến rũ làm cho ta suốt đồng nghẹn ngào. Hỡi nhân chính là đôi mắt đồng thương sầu, ta sợ lắm và không còn can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ tình quyền yêu của ai kia. Trời ơi, đôi mắt ấy sao mà chứa chan niềm buồn quá, như đá nước đồng đình hồ lắm đồng bóng trăng xanh. Bóng trăng năm xưa chứa chan lời mà kỷ niệm ân tình không phai nhạt dưới làn nhưng. Hãy nhắm mắt lại đi, ta gian người. Hãy nhắm nghiền mắt lại để cho ta được xuống tay mà không hối hận tiếc thương gì. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Hoàng hoàng, bà quân trôi, xin hãy dừng gươm quan nghiệt, có lợi gì đâu mà lấy thù trả quan. Khi khúc nhạc yêu đương còn lai láng như bể rồng sông dài, thù hận nữa mà chi cho khổ lệ đó đài. Trong khi vạn vật giữa trần gian sóng gió đang lặng hợp kêu gào tha thiết một tình yêu. Tình yêu như ánh trăng xanh nhấp nhô trên sóng, mang bao sướng vui thơ mộng mê ly. Tình yêu như chiếc ghe trôi lơ lửng ngoài khơi, sẽ cứu vớt bao tâm hồn chơi vơi vì đắm lì thương sầu. Người ta đã quyết tâm rửa hận, thôi cậu cháu ta cùng quỳ xuống đây mà chịu chết. Chết! Trời ơi, điện hạ ơi, trời đất quỷ thần ơi, trời ơi, có thấu cho chăng thằng tôi chẳng yêu mà khổ, khổ thiệt, đàn bà mà nổi nóng thôi kể như hết.
đời. Cái kiếp nam nhi mày đâu bởi đâu mà khớp, bị đàn bà đớp thôi thì phải vui nghĩ tì rồi. Trời ơi, cha mẹ ơi, cha mẹ có biết cho chăng thằng tưởng gì, chỉ vì người ta yêu mà con phải bị loại heo. Người đẹp ơi, có chém tôi thì chém cho ngọt dao ngọt hết nha, đừng có cầu cưa cứu cứa máu chảy tầm lum. Khi không mà bị chết chùm, xin người đẹp tha giùm tôi à một phen. Được, vậy thì ngày hôm nay ta sẽ tiễn hồn các ngươi về chính suối. Trời ơi, đó, thấy chưa, làm sao mà nỡ giết người yêu cho được. Im đi. Dạ nín. Đừng nói nhảm. Đối với ta bây giờ chỉ có thù hận mà thôi. Các ngươi phải chết. Cha ơi, tại sao con không làm được? Tại sao con lại xuống tay trước kẻ thù? Thôi được, nếu nàng không đành giết thì để chúng tôi tự sát cho vẹn toàn. Cử vĩ, hãy cầm gươm lên. Trời ơi, trời ơi, người ta không giết được thì để người ta tha tội, còn mày đặt cái vụ tự tử này chắc là thôi. Đừng thở than mà thiên hạ họ khinh, cho ta là kẻ nhát gan hẹp hạ. Này, ta đếm trong 3 tiếng là đâm vào cổ họng nghe chưa? 1, 2, 3. Hoàng, Sơn Tùng, tại sao anh muốn chết? Vì nàng muốn cho tôi chết để xóa sạch hận thù. Còn cửu vĩ, tại sao muốn chết? Bà cố giật thằng nào muốn chết? Thôi, lợi dụng tình hình lắng dịu, chuồn ngay để đổi ý là chết dòng. Linh Chi, tại sao em không thể giết anh? Tại vì Sơn Tùng ơi, tại vì em vẫn yêu anh và còn yêu tha thiết mà quên ngân hận thù quán nghiệt ngày xưa. Tình ta như hàng gặp mưa, qua đào hé nở đón chờ xuân sang. Anh đưa em vào liều trong sưởi ấm và cùng nhau trút cạn suối ân tình. Bao ngày cách biệt điêu linh, giờ đây ta nối lại ba sinh. Trời ơi, mùi mẫn mê ly quá, mơ mộng biết là bao nhiêu ha. Kìa, hoàng đệ, em đến đây để... để chứng kiến hành động nhút nhơ của một thằng anh bất hiếu, bất nghĩa, loạn luân và phản nghịch. Hoàng đệ nói thế nghĩa là gì? Ta muốn nói là người đẹp Linh Chi đã được tấn phong hoàng hậu, còn ta là vua vừa tức chị hôm qua. Còn mi là đứa sát nhân đã bị triều đình kết tội, rồi trốn thoát đến đây mà còn gây chuyện dâm ô. Thì ra Linh Chi là hoàng hậu của ngôi cao, người ta chỉ dùng uy quyền mà ép buộc em thôi.
mới trốn đi để tìm anh nương tựa. Hoàng đế em hãy nghĩ tình mà tha thứ cho Linh Chi. Thôi đã muộn lắm rồi, tội mi chết bằng non. Ta không thể nào tha thứ được cho các ngươi. Một kẻ giết mẹ cha và đáp trả đạo lý nhân lùng thì chỉ có phanh thây cũng không vừa trong tội. Ta phải giết chết mi để trừ một đứa phản gia. Hoàng đệ, nếu em chẳng thương mà còn muốn giết đi cho vừa già, chỉ sợ rồi đây em sẽ ăn năn gì lầm lạc. Ta chẳng cần ăn năn vì ta đã làm vua. Giáp sĩ quân trói Sơn Tùng lại. Khoan, Sơn Bá hoàng đệ, anh đã cố phân bày mọi lẽ mà em vẫn không nghe, lại muốn giết anh chưa được. Giờ đây vì danh dự và tiền đồ của tổ quốc, anh buộc lòng phải chống lại em. Khốn nạn, vậy là mi phải chết, phải chết. Sơn Bá hoàng đệ, lưỡi gươm mù quáng của em đã rơi xuống đất, chứng tỏ lời buộc tội của em không giá trị gì. Xin hãy về đi. Sơn Bá, em đã mất hết lương tri. Giáp sĩ, nói nó lại. Sơn Tùng, em nghĩ sẽ cùng chết bán năng. Linh Chi, hãy nhớ rằng nàng là hoàng hậu của ta, và sinh mạng của Sơn Tùng là tùy thuộc vào sự trung thành hay phản bội của nàng đó. Hãy bước lại đây với quả nhân và nói lời tạ tội đi. Mai ra ta sẽ dĩ tình. Bước lại đây, mau lên, mau lên. Không, tôi nhất định liều chết bên Sơn Tùng. Sơn Tùng anh. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, Sơn Tùng, Sơn Tùng phải chết. Gì nữa, hãy giết nó đi, giết đi, giết. Ừ, đây rồi, nó đây rồi, tụi bay ơi, nó đây rồi. Kìa, kìa, còn hai đứa, hai đứa, hai đứa con ta. Tao không tìm thấy vậy, hỏi hàng con bất hiếu. Lại cúng tên già điên. Lão kia, lão tìm ai đó? Hả? Tìm ai hả? Thì tao tìm nó chứ còn tìm ai. Ê, tụi bay biết nó không hả? Nó là ai mới được chứ? Tâu đức vua, tên già này kỳ quặc, có lẽ nó giả điên để chửi xéo ngài đó. Được rồi, để ta cho lão biết tay. Giáp sĩ đâu? Được. Rồi ra cho ta. Quang đánh làm chi? Mày đánh tao là mày cầm dao cắt ruột, mày đánh tao là trời hờn đất quán vô thảm mưa sầu. Mày con trong đất nở của quan hồ, đó đó đó, mày có lấy trong muôn ngàn âm binh mơ quỷ đang hiện giữa trời đầy tuyết mưa giăng. Kìa, có hai vị thiên đôi tay cầm búa lớn miệng phun đầy lửa giận, lửa cháy phừng phừng như muốn đốt.
Ây à, ta ta sợ lắm, ta sợ cái phiền bão tàn, bất thiêu bất nhân phải bị khổ thân luật trời quá bao. Luật trời quá bao, ngài có nghe không? Thằng già điên nó trù cho ngài đi, trời đánh đó. Trời đánh ta hay ngươi thì đánh, chính ta là trời đó nè. Trời đánh sẽ trời à, à không, không. Mày không phải là trời, mà mày chính là ác quỷ ở chốn trần. Hả? Ác quỷ ma dương đầu ai lên dương thế gây điều tắc tại chuối mẹ đánh cha. Tâm sắc hại vì mê gái đẹp, vì muốn làm vua dây bao điều bảo ác. Mày là một đứa con nạn nhân hèn mạt, bị lũ gian tà suối dục mà không hay. Đánh tao mày đánh thẳng tay, máu rơi thịt đổ mà lòng mày chẳng đau. Ông im đi, lão ăn mày cuồng loạn kia, ông điên hay là ông tỉnh? Và nói những gì mà kỳ lạ thế kia? Kìa, sao ông nhìn ta mà lệ nhỏ đầm đìa? Ông khóc vì đau đớn hay khóc cho một nỗi niềm oan khổ? Coi kìa, sao ông cứ nhìn ta mà không nói, mà đáy mắt như chứa chan một trời hận tủi xót xa? Ông oán giận ta hay là ông đã thương ta? Mà tại sao ta cảm thấy tâm tư dường như xúc động? Ông là ai? Ông là ai? Hãy nói rõ ra đi! Ông là ai? Ta là ai? Ta là hạt lúa, là củ khoai, là chăn em nệm ấm đáp ô giữa núi. Nhưng hình hài từ khi còn trong nỗi đò thân, để rồi giờ đây phải trở thành cát bụi vùi chôn quá khứ tình thương trong hố thầm ấm. Sông dài là máu trong tim, và da thịt xương sang sẽ tạo nên người cho hai đứa con trai đẹp đẽ và thơ ngây. Với dòng con ngài cũng góp mặt với trần ai, nhưng hỡi ơi, vì một phút lỗi lầm mà trọn kiếp phải khổ. Lầm mưa bọn gian thần nên mất giờ, mất cả ngôi cao, để hai đứa con dài khờ nó xa vào cảm mấy thương đau. Một đứa thì có công mà thành ra tội, còn thằng trời đánh kia thì xa ngã hư hèn. Vì lầm nghe theo lũ gian tà nợ đánh cha và hai em. Ông có phải là ông muốn nói ông đây chính là kẻ đã gây dựng nên dải đất thục bao la hùng vĩ, cũng chính là người đã lao tâm khổ trí và chia sẻ máu xương để tạo cho ngài nên giống nên dài. Thì ra đây chính là thuộc chúa sơn khanh. Có lẽ nào cha tôi còn sống đến ngày nay, đức vua đã bị cha tôi ăn hại ở trong đình hồ, mà tôi vì chữ hiếu
người điên loạn thì tội tài trời tôi đã dương mang. Đừng thở than cũng đừng hối hận, con dạy làm sao không? Hả? Trời ơi! Tể tướng Quạt Đầu! Tể ra chính mi là thủ phạm đã âm mưu hãm hại cha ta. Chẳng những ta hãm hại cha mi mà còn giết luôn mẹ của mi, rồi phao phản cho Sơn Tùng. Giờ đây đến phiên mi, tên hoàng tử tham vọng gia giải khờ cũng chịu chung số phận. Thiết Vệ Quân, đặt tên vua trẻ con này lại cho ta. Khốn kiếp, tên Nịnh Thần, đừng mong giở trò phản loạn. Ngự Lâm Quân, đừng gọi Ngự Lâm Quân vô ích, vì tất cả đã bị Thiết Vệ Quân ta tước đi giới. Giờ đây sinh mạng của ông vua con như cá nằm trên thớt. Thiết Vệ Quân, gọi thằng lại. Giờ đây chính ta là vua nước Thục. Cha, cha ơi, con xin cha đừng. Cha, cầm lại loài nghịch tử. Nếu mi không phải là máu thịt của ta thì có lẽ ta đã ăn tươi nuốt sống mi từ lâu rồi. Hồn hồn thì cút đi lập tức, đừng chen vào chuyện đại sự của ta. Đi mau. Cha, tên gian thần lừa đảo, ta tiếc gì đã bị mi lợi dụng làm bình phong che đậy một giả tâm. Giờ đây khi biết mình đã lầm lạc thì cuộc đời của mi đã bước vào vòng con quân sĩ. Người muốn làm gì ta? Cho hắn mù mắt cho ta. Kìa, Sơn Bá Hoàng Đệ. Vợ ta đâu? Và hai đứa con ta đâu? Phụ Dương. Kìa, Sơn Tùng, Sơn Bá. Trời ơi, con tôi đau mù. Phụ Dương. Con. Phụ Dương. Thiết Vệ Quân, giang quải sẵn sàng thiêu sống cha con Thục Đệ để chấm dứt một quyền lực lỗi thời và đánh dấu một triều đại mới, triều đại của Tân Hoàng Đế Quạt Đầu. Hãy đưa chúng lên giang quả. Chuẩn bị nổi lửa hồng. Châm lửa xa một hồi, trống lên. Nổi trống lên. Khoan! Tể tướng Quạt Đầu, xin dừng lên quá thiếu người vô tội. Kìa, Linh Chi, giai nhân tuyệt sắc, hãy đến cùng ta, đến cùng ta. Ta sẽ phong cho nàng ngôi hoàng hậu, vì hiện giờ ta đã là vua. Quân sĩ, hãy nghe đây, hãy hoan hô Tân Hoàng Đế cha hoàng hậu đi, hãy hoan hô. Hãy hoan hô đi. Không, mi không phải là hoàng đế, vì hiện giờ ta đã nắm cả quyền,
tất cả gia sản này phải thuộc quyền ta làm chủ. À, và người đẹp Linh Chi cũng thuộc về ta, tất cả thuộc về ta. Tên phù thủy gian manh xảo quyệt, ta đã lầm mi, ta đã lầm mi. Thì đã quá muộn màng, hiện giờ 50 vạn quân hung nô đã tràn ngập khắp gian sang, mi có chống lại ta cũng chỉ vô ích. Không, không, ta còn một hơi thở, ta cũng liều chết với bọn bay thiết vệ quân. Đừng đùa giỡn với tử thần, hãy xem quy lực của ta đây. Quát đầu. Giờ đây giới sáng này thuộc về ta làm chủ, chỉ còn một hành động cuối cùng là tiêu diệt hết dòng họ thuộc chúa Sơn Khánh. Trời, Sơn Tùng, được chưa? Tất cả sẽ đi chết theo trong lửa đó, thì ta còn sống đây làm gì? Sơn Tùng, hãy cho em theo với. Khoan, Linh Chi đừng tuyệt vọng, đã có sông Miêu nữ hiệp cứu khổ phò nguy. Hát Miêu nữ kẻ thù không nổi trời chung bản sơn, đến đây nạp mạng, ta quyết liều chết với mi một trận sau cùng. Hãy sẵn sàng ra tay đối thủ. Khởi tên phù thủy gian manh, tên gián điệp của hung nô xâm lược, gửi gom này ta thu hồi danh dự cho dân ta. Chết tên trùm xâm lược hung nô đã đền tội ác. Hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi thần dân nước Thục, ta là Thục chúa Sơn Khánh vẫn còn sống, nguyện đứng ra lãnh đạo toàn dân, nhất tề đuổi giặc xâm lăng, để kiến tạo hòa bình hạnh phúc cho muôn dân. Giáng tuế, giáng giáng tuế. Này các con, cha vui mừng sung sướng trước diện ảnh huy hoàng của đất nước và mối tình cao đẹp của các con. Vậy tuyên bố tứ hôn Sơn Tùng, Linh Chi, Sơn Bá, Mộng Hà đẹp duyên cầm sắc. Vạn tuế phụ vương. Còn Hát Miêu nữ hiệp có công cứu giá trẫm. Không, tâu đức vua, tôi chỉ là một tội nhân đau khổ và lỡ làng, đã hy sinh thì đành hy sinh cho trọn vẹn. Tiểu muội, em nói vậy nghĩa là kể từ đây gốc liễu giang hồ đành phiêu bạt, một kiếp qua tàn gợi nước mây. Sơn Tùng ơi, chúc chàng phận đẹp duyên mây, Mộng Hà em hơi từ nay xa nhau. Xin vĩnh biệt Mộng Điệp Chi. No.
cho ai. Quá sâu dưỡng nghỉ tạm phai, tình là như sống cho ngàn mong xuân về. Quý thính giả vừa nghe vở cải lương Quái vật Động Đình Hồ của soạn giả Vân An. Chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay đến đây tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Tên trùm xâm lược hung nô đã đền tội ác. Hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi thần dân nước Thục, ta là Thục chúa Sơn Khánh vẫn còn sống, nguyện đứng ra lãnh đạo toàn dân, nhất tề đuổi giặc xâm lăng, để kiến tạo hòa bình hạnh phúc cho muôn dân. Giảng tuế, giảng giảng tuế. Này các con, cha vui mừng sung sướng trước diện ảnh huy hoàng của đất nước và mối tình cao đẹp của các con, cao đẹp của các con. Vậy tuyên bố tứ hôn Sơn Tùng Linh Chi, Sơn Bá Mộng Hà đẹp duyên cầm sắc. Vạn tuế phụ vương. Còn Hắc Miêu nữ hiệp có công cứu giá trẫm. Không, tâu đức vua, tôi chỉ là một tội nhân đau khổ và lỡ làng. Đã hy sinh thì đành hy sinh cho trọn vẹn. Tiểu muội, em nói vậy nghĩa là kể từ đây gốc liễu giang hồ đành phiêu bạt, một kiếp qua tàn gợi nước mây. Sơn Tùng ơi, chúc chàng phận đẹp duyên mây. Mộng Hà em hồi từ nay xa nhau, xin vĩnh biệt mong đẹp chi. Tiểu mũi, tiểu mũi, rơi ngập tâm hồn vàng cả trường mây. Bây giờ là không giờ là tù, ngập hồn trắng xóa cõi lòng giá băng. Về đâu gió hơi gió cao gửi thầm duyên mong tình nồng cho thính giả vừa nghe vở cải lương Quái vật Động Đình. Cuối thôn buồn em chờ.
chỉ có anh đã về và từ đây nối duyên tình ta đắm say. Thời gian đã hoàn toàn biến đổi, bôi xóa lương năng của người tôi yêu nhất trên đời. Tôi ngày gặp lại nhau, có ngờ đâu tan nát rã rời. Anh đã đem lại cho tôi sự đau buồn khổ hận, cả một trời băng giá. Xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần. Nữa
từ phút này anh dành tất cả cho em. Bên nước xưa trăng sáng đã lên, khoang thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luân lạc, vòng tay ôm chặt mộng trùng quang. Hãy trút lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung, cho nước dở ngập khoang thuyền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương. Người mà không biết yêu đương, ngàn năm khắc khoải muôn đường khổ đau.